Rồi. Cái nào? Nào anh? Dạ. Anh mới gọi em đó. Tên gì ạ? Tý, Nguyễn Tý á. Đây đây. Cái này đúng không? Ồ. Cái này là cái gì anh? Món quà của anh Minh. Của anh Minh. Minh nhưng mà anh nhận giùm. Anh lâu quá ta. Thôi bây giờ mình chạy vô luôn đi, đưa cho ảnh luôn. Chạy đường này nè. Rồi cảm ơn anh trai nha. Của anh Minh mà mình nhận giùm. Vô luôn, vô luôn. Wow. Lần đầu tiên nhận được giờ. Lần đầu tiên nhận quà cho người khác. Quà của anh hả, của em? Của anh mà. Quà của anh hả? Quà của anh nhưng em nhận giùm. Trời ơi. Món quà gì trời? Cái này quay được không? Được. Được. Anh quay đi anh. Lát chạy coi khui coi có gì vậy. Alo em nghe anh ơi. Nhà mai hả anh? Hình như là không. Em không có cúng. Má ô, xe má ô. Hai má này chạy ẩu. Dạ. Má thì ép vô. Dạ. Má thì chạy thẳng tới. Ủa, con này tới nhận quà gì anh? Dạ. Quán quà bí ẩn. Bí ẩn cái gì vậy trời? Bí ẩn hả? Quà này bí ẩn nha quý vị. Bí ẩn hả? Ừ. Đó. Dân toàn họ từ bí ẩn đó. Coi đi coi. Ủa cái cô đó tới nhận quà cái gì hả? Sao có cái đường đây? Cái chị này bán số giới thiệu vô. Bí ẩn, bí ẩn. Cái bị. Cái bị của anh Minh. Trời ơi, cái túi đeo. Cái bị của anh Minh. Cái bị. Có ai tặng đây? Của anh Minh đó. Cầm đây, tặng, tặng, tặng. Ủa anh có túi rồi mà. Anh có túi rồi nè, cái túi lên giỡn có 45 ngàn hả? 45 ngàn hả? Cái giả nào tặng đi không biết nữa đây. Coi coi. Cái giả nào tặng đây, bí mật hả? Chia anh nữa nha Minh. Chia anh nữa Minh. Hỏi nha, hỏi 15 mớ mới được. Chia anh cái dây đi. Hỏi 15 mớ kia đã. Ủa. Sao sao mà trùng màu với 15 mớ vậy? Trùng màu vậy? 15 mớ luôn. Trùng không? Cầm cái chai này trùng màu. Trùng vậy? Chia anh đi, chia anh nữa đi. Chia cái dây đi. Chia anh chia bên này lại cho em đi. Cái dây, anh bò bò đẹp lắm đó. Bò bò. Ủa vậy tính ra nay mấy anh bơ. Xài bò không ạ? 15 mét thì hiện tại giờ đang có cả nghe điện thoại quý chị. Giống con 15 mét đó. Ừ, đi xin luôn á. Đi mua hả ta? Vào đi vậy luôn. Đi vậy luôn. Hai đứa sao không vậy? Đâu á, đổi qua đi luôn đi anh, coi hưởng mang sao luôn. 10 gì ca. Đổi qua luôn luôn đi. Đổi qua luôn ha. Nè. Đổi đi bên, đổi bên. Đổi qua đi, gánh luôn rồi. Túi 45 ngàn. Rồi em cho anh luôn, lấy không? Về nhà treo lên làm triển lãm. Oh, túi của mình ông xin mà ông còn khè mình nữa. Xin về làm diễn lãm. Để lại hỏi 15 mét coi cái này nhận của ai đi, quà biết phải của mình không nữa. 15 mét. Được chưa? Đang nghe điện thoại rồi thì mình làm ký này, em treo lên làm ký này. Để coi mình làm sao đây. Rồi, đeo vô. Ôi giời ơi, sao giống cái ba lô em vậy? Sao kỳ vậy? Sao vậy? Quà này của ai gửi cho anh đây? Ai biết đâu. Phải không? Tự nhiên kia em nhận em có biết của ai đâu. Anh có gửi tiền mà, không? Mà không đồng luôn á. Không đồng phải không? Đúng rồi, không đồng. Cái đó lấy đồ cắt đó anh ơi. Không đồng. Không đồng nhưng mà lát có gì gửi tiền lại cho em nha. Có vụ gửi tiền luôn hả? Không á. Đâu, trời ơi. Hôm này giao sao giống hai anh em song sinh dữ trời. Nè em quay coi hai anh em có là giống không? Ủa sao đang ngồi vậy? Màu của em hơi nâu hơn của anh. Bạc màu. Bạc màu hả? Còn hai cái giống y chang vậy. Anh đeo không? Chu Vi. Anh đeo. Thôi anh không dám đâu. Đấy, anh đeo là vài bữa. Anh không dám đâu. Bỏ thử qua đây coi. Thôi thôi, trả tiền trước đi cái đã.
vẫn mua giùm hả? Thì ra là mua giùm ông nội ơi. Giờ là bí mật quá trời. Tôi tưởng là lâu bà tặng bí mật. Ờ, cái kết là đây hả? Cái kết là bị lừa cả đám luôn. Sau khi nhận đồ mới thì mình tặng cho đối tượng cho nấu vàng nha. Vậy? Gì ghê vậy? Vậy làm chuyện lãm chứ mà đi. Chuyện lãm, xé không dò luôn. Xé cái mạc mà sao chừa cái cộng dây này chi vậy? Chạy công đuôi cứng quá vậy. Nè, cái túi nạt ra là 300 mấy chục ngàn nha, nhưng mà đang xa le. Nhan lọc. Trái hai đầu. Nhan lọc á, để vô không bỏ đâu. Sao lấy gì quấn lại? Nè, bỏ vô đây, bỏ đây. Đúng rồi, đây có cái túi để rồi, bỏ vô. Để ngân hàng. Đó có giá luôn đúng không? Có bảng giá đúng không? 300 mấy á, nhưng mà đang khuyến mãi còn có 2 xị à. Quan trọng là ở trong đây nè. Ủa cảm ơn nè, này 310 ngàn. Quan trọng là trong đây nè, cái gì đây? Cái gì? Giấy. Giấy dư. Trời giấy luôn. Phải tìm cái sót tới 5 xị trong á. Đó. Có Hư cảm ơn nữa nha. Nè Hư cảm ơn gửi anh nè. Nè. Hư cảm ơn. 310 ngàn. Cảm ơn bạn. Nhưng mà còn đang khuyến mãi cho nên còn có 199 ngàn à. Ủa vậy anh Bo em 1 ngàn hả anh Minh? Bo em hả? Nãy 199 ngàn anh đưa em 2 ngàn. Ủa lộng 200. Ờ bo nhiều ghê luôn quá trời. Chúng chị cái vỏ cái của mình hư rồi. Không bây giờ có đem lên viện bảo tàng ở trên Hoa Viên không? Cái gì kỷ niệm? Kỷ niệm. Ủa chứ không tặng anh áo vàng hả? Anh áo vàng có lấy không em tặng nha. Anh áo vàng có lấy không? Rồi để em làm kỷ niệm đi. Làm kỷ niệm. Nhưng mà em thấy lấy cây dầu rồi. Mẹ con đâu? Cái chìa khóa nè, cái cây dầu nè, dầu thơm nè. Ủa dầu thơm kìa, cái chai nước hoa len lén đúng không? Đó, lấy đồ nghề đó, cái mít nữa. Đây gửi cho bé một phần nè. Trời ơi, bỏ vô con bỏ vô quá trời. Đây đây, đây quay cho bé nó nè. Ôi. Bé nó mẹ lấy chồng, cha cũng đi lấy vợ ha. Sao cái từ mẹ của anh nghe nặng dữ vậy? Nó nặng mấy cô ôm nữa không? Nghe nói. Anh kêu con bé mẹ... Mẹ con sao? À, không, mẹ nặng ghê luôn á. Cha. Trời ơi. Mẹ lấy chồng cho nó vợ cô chú. Ở gửi con nha. Ủa, coi chừng rớt xuống cái lỗ đó là khỏi tìm luôn á. À chà, hai đẹp cái túi y chang. Phải giữ rồi chứ đúng không? Rồi, cái này là bằng anh có nhận không? Cái này là bằng vàng thao nè. Không không, em phải lấy lại. Chờ lấy rồi làm gì? Rồi ok. Sao không kéo lại anh? Minh, cho em túi ra đèn em lên cho nó về chuyển lãm. Đó giờ cũng xin về chuyển lãm. Chơi mình thấy ghê không? Cái vỏ này có 45 ngàn. Hồi lúc cái vỏ này anh nhớ kỷ niệm anh đi quay ở cái đợt lễ ông Nguyễn Trung Trật. Cầm quay đi em nói luôn. Về solo nha. Về solo cái đúng không? Cái này giá nhiều, 300 hả? 200. 200 à. Anh có 150 à. Anh nghèo mà. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn đúng rồi ông ơi. 150 à. Giá mà hổ mà nói 300. 150 hả? 150 hả? Nè 199 là mén trước là được 200 luôn rồi đó. 200 199 làm da giống cuốn tí luôn đúng không? Y chang luôn. Em đặt giùm hả? Em đặt giùm. Để qua ăn vậy nè. Giữ cái này hả? Đừng giữ không có. Phải giữ trong cái giùm đi. Trong góc này đem qua phải giữ hết. Đúng rồi. Mang cho tiện nha cô chú. Sao êm không? Êm không? Trời ơi trong nước nha. Xả ra đi anh. Xả ra đi. Cũng làm YouTube luôn nha. Rồi đưa luôn rồi. Rồi áo dài là làm YouTube luôn. Ba... cái bụng kìa, có cái bụng. Trời. Sao đưa là sao? Cái túi trước sao đưa là sao? Gì kỳ vậy? Rồi, áo vàng đang làm YouTuber luôn. Đó. Bất ngờ áo vàng đang làm YouTuber luôn. Ôi hôm nay mình làm giống tròn khán giả quá. Hình như ông mang cái túi này thấy hả? Nó lùng hơn. Đúng rồi, mình phải tròn khán giả mới có cái niềm vui. Rồi đến đây thì mình làm hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể bà con cô bác quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình làm hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.